Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm thứ hai. Phân thân tập hội phẩm thứ hai, hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trong trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả lý, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đông đến số nghìn muôn ức Na Do Tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến phân thân đó thải đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho chủ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trọn không còn thổi chuyển. Những chúng đó từ thuở kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sinh tử trong sáu đường, chịu những sự khổ sở không lúc nào tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hơn nữa, chiêm ngưỡng Đức Như Lai mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ủi ý thác: bấy giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng so đánh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghĩ, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: Địa Tạng, ông xem, ta ở trong đời ác ngũ trược giáo hóa những chúng sinh căng cường như thế, làm cho lòng chúng đó điều phục bỏ tà về chánh. Nhưng trong mười phần chúng sinh vẫn còn một hai phần quen theo tánh ác, để độ chúng đó ta cũng phân nghìn trong bức thân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sinh đó hoặc có người căn tánh sáng lẹ nghe pháp của ta thời liền tín nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ do vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sinh với mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, nhận nên hiện ra những thân thanh văn la hán bích chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sinh, chưa chẳng phải chỉ có thân phật hiện ra cho chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem, ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn được thoát hạng chúng sinh căng cường đời tử khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo, đến khi chúng đó cũng bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự thống khổ. Thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời Đao Lợi ân cần phó trúc đây mà gắng độ chúng sinh, làm cho chúng sinh trong cõi ta bà này đến lúc Đức Phật Di Lặc ra đời đều được giải thoát ra khỏi hẳn các điều khổ gặp phải Đức Phật thọ ký. Bây giờ hóa thân Địa Tạng Bồ Tát hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: từ thuở kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu, làm cho con có được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra cùng khắp trăm nghìn muôn ức hàng hà xa thế giới. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo khỏi hẳn vòng sinh tử hưởng vui niết bàn. Những chúng sinh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành chừng bằng sợi lông, giọt nước, hạt cát, mảy bụi, cho đến chừng mảy lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng đó được lợi ích lớn. Cúi mong Đức Như Lai chớ về những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Cúi mong Đức Như Lai chớ về những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hay thay, hay thay, ta hỗ trợ cho ông được tọa nguyện từ thời kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn độ thoát tất cả chúng sinh, xong rồi thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bụt Sắc Bồ Đề So ha ha.